Chào bà câu nhân, nay ngày 20 tháng 12, 2022. Em cập nhật con số mới nữa ha. Đầu tiên là cây 319. Cây này là ZTET B51, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7.1, 500k. Cây này bỏ sim ngay này, hai sim ha, mở cái nắp ngay chỗ này ha. Em quay vòng vòng cho coi viền ha. Cây này pin trâu lắm nha, pin cực kỳ trâu, mấy dây test này về dòng này là pin trâu lắm. Xài bình thường ha, cảm ứng xài bình thường luôn ha. Rồi máy ok ha, full chức năng không lỗi gì hết, pin tốt, sạc ok, sim bỏng thử hết rồi ha. 500k 319 ha. Rồi cây thứ hai, cây 320. Cây này Philips S327, RAM 2, bộ nhớ 16, 7.0, 450k 320 ha. Rồi cây 320, em tải sẵn ứng dụng ha, nhập wifi vô rồi xài ha. Máy em test ok hết rồi. Có tai nghe trên đây ha, cho hỏng hồng ngoại luôn nha. Rồi 320 ha, 450k. Rồi cây VMAX B-Line màu xanh ha, VMAX B-Line màu xanh, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 10 chấm luôn. Cây này 550k 321, 321 ha. Đây, sẵn em test wifi camera trước luôn. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha, nhập wifi vô xài. Cây này là pin trâu lắm nha, nó là VMAX B-Line nha, 550k. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k nha, hay là chuyển khoản cho em 50k cũng được, còn lại là 500k cộng tiền ship 20k, em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Mua hai cây trở lên thì bao ship, mua chuyển khoản hết số tiền thì bao ship luôn ha. Rồi cây 322, cây này là Asus X00AD, găng tay một chạm nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32. Cây này Android 7.1, 800k, 322 ha. Dòng này cũng là tương đối cao ha. Cây này mạnh lắm nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 32 nha, 800k, em tải sẵn con cá lội lội luôn ha. Cây này mạnh lắm nha, RAM 3, bộ nhớ 32, rất là mạnh của thằng Asus, màn hình nó ok đẹp luôn ha. Đó, 322 ha. Rồi cây 323, cây này G5 2016, bị nứt kính cậy màn hình. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7.1. Cây này 350k. Cây này 323, hỗ trợ 4G, 2 SIM. Đó. Xài cảm ứng xài bình thường nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Xài bình thường à. Cảm ứng bình thường không lỗi gì hết nha. Nó bị nứt nha. Em tắt màn hình cho coi ha, trầy ha. Trầy nhâm nha, nứt. Nứt rồi cảm ứng xài bình thường ha. Nứt cảm ứng sao bình thường. Gin luôn nha, màn này gin luôn, đi ép kính được ha. Màn này đi ép kính được á, màn gin luôn nha. 350k ha, bán rẻ cho xài chữa cháy ha. Full chức năng chỉ nứt kính ha. Rồi cây 324, cây này Huawei NL21, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6.0 luôn. Cây này 500k.
324 ha. Vỏ thì cũ qua 5 tháng, xài tốt mọi chức năng ha, không lỗi gì hết, không nứt, không ám gì hết. Của Huawei. Tải sẵn ứng dụng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Đó, chỉ cần nhập wifi vô xài ha. Rất là mạnh nha, cây này mạnh ạ. Huawei L21 ha. Cây này 500k. 324. Đọc cái mã này cho em, mỗi cây máy là mã khác nhau ha. Đọc cái mã đó là ok ha. L22, Huawei L22 ha. Nó gọn hơn cây 21 một tí. Cây này RAM 2 vẫn 16, Android 6.0. 500k. 325. 325 ha. Đây cái 325 ha. Mình tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi 325, pin tốt đúng không nhỉ? 325, pin tốt ha. Green nguyên một cây luôn. Rồi 500k. Rồi cây 326, cây này GTS S11 Plus. Cây này học online tốt, 5.1, 400k. Cây này ok, vỏ cũng còn đẹp ha. Màn hình thì chạy nhẹ nhẹ ha. Đó, chạy nhẹ nhẹ nha. Xài tốt, không nứt gì hết. Rồi, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Máy rất là mạnh nha. Đó, pin trâu lắm. Mấy hình GTS thì pin trâu lắm nha. 326 ha, 400k. GTS S11 Plus nha. Rồi cây 327. Cây này Asus Z00VD bị chạy. Chạy vỏ ha. Màn hình cũng chạy nhâm nha, đó, màn hình chạy nhâm nữa ha. RAM 2 vẫn nhớ 16 luôn. Cây này chuẩn nha. Chuẩn RAM 2 vẫn nhớ 16 5.0 350k. Cây này 327 ha. Đó 327, màn hình của Asus đẹp lắm nha. Rồi, em sẽ tải sẵn ứng dụng vô ha. Cây này chưa tải, mới reset xong. Màn hình xài bình thường ha. Em sẽ tải ứng dụng vô ha. Tải ứng dụng vô ba cái ứng dụng ha. Rồi 327 ha, 350k. Rồi cây 328. Cây 328 là GTS B11 nha. Cây này RAM 2 vẫn nhớ 16, Android 6.0, 350k. Cây này mở sim ở trên đầu nữa ha. Mở sim cái nắp này là có hai sim ha. 328 ha, 350k. Android 2, RAM 2 vẫn nhớ 16 chuẩn. Màn hình thì đẹp nha, màn hình đẹp. Màn hình đẹp nha, pin tốt luôn nha. Pin tốt nha. Lưng nó hơi phù phù nhẹ nhưng mà pin tốt lắm nha, không phải là phù pin luôn nha. Tại đun một pin bự bự vô xài cho nó tốt ha. Pin nguyên một cây luôn. Không lỗi gì hết nha. Rồi 328 ha, 350k. Rồi cây này Gen 5 ha, bị chạy màn hình nữa ha, chạy nhẹ nhẹ nữa ha. Đó, cây này không nứt không gì hết nha. RAM 2 vẫn như 16, 5.0, 350k, 329. Này em sổ luôn nha, bà con xài nha, ai anh thủ mua nha. Mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k hay là chuyển khoản cho em 50k nha. Cái cạc thì bà con mua xong rồi cào ra chụp hình gửi qua Loya cho em cũng được ha. Hay là đọc cái mã, gọi điện trực tiếp đọc cái mã cho em ha. Xài bình thường ha, pin trâu lắm ạ. Cây này pin trâu nha. Cây này là Gen 5 ha, chạy ha. 350k thôi. Cây này xài vô tư rồi ha. Tải ứng dụng vô xài ha. Máy mạnh lắm nha. Máy mạnh nha. Pin trâu lắm. Ồ, camera ok luôn ha. Quá đẹp. Vậy mà không ai chốt. Wi-Fi đầy đủ luôn.
pin dâu lắm. Ôi ôi, tắt nguồn một cái, tắt màn hình một cái nó kêu bỏng luôn. 329 ha. Rồi cây G5 2016, cây này nứt kính nhiều, nứt con đường một nhân. Đâu rồi ta? Ờ, đây nè, nứt một đường ngay chỗ ánh sáng này gọi qua nè ha. Em quay ánh sáng gọi qua nè ha. Nứt có một đường một ha. G5 2016, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6.0, 500k, 330, 330, mã số 330 nha. Chỉ cần nói cái tên là em biết ha. Cây này pin trâu lắm nha, ok luôn ha. Cây này ok ha. Này chính hãng ha. Đó, 330, 500k, G5 2016, nứt kính ha. Rồi cây 331, cây này là cây Galaxy 19082 ha. Em cây này em bán nghe gọi full chức năng không lỗi gì hết, nhưng mà đời cũ rồi, em bán nghe gọi nha. Bán nghe gọi 250k nha. 331 ha. Cây này của chính hãng nhưng mà đời cũ rồi ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha, đó. Tải sẵn ứng dụng sẵn luôn ha. Wi-Fi này kia đầy đủ nha. Pin cũng tốt luôn ha. Hãy cẩn thận khi truyền thông tin trên mạng. Ồ, rảnh quá. Em tải sẵn ứng dụng ha, không lỗi gì hết nha. Nó không lỗi gì hết luôn. Chỉ là đời cũ thôi, em bán nghe gọi ha. Ai xài được gì xài nha. Nhập wifi vô, bấm vô đây coi màu đỏ nha. Ba ba một ha. Rồi cây 332, cây Philips S337, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, 5.0, 350k. Cây này 332 ha. Cây này có cái viền màu đỏ. Đó, màn hình thì ok đẹp ha. Nó cây này pin cũng ok lắm nha, rất là mượt luôn. Nó chuẩn RAM 2, bộ nhớ 16 luôn đó nha. Cây này mạnh nha. Đó, lướt không thấy đường luôn nè, nó thắng lại bớt luôn. Rất là mạnh, xài bền lắm. Vỏ nó bằng mũ xài rất là bền, rơi vỡ không sao ha. 332, 350k nha. Hôm nay em sổ máy luôn nha. Ai chốt thì nhớ ghi lại và cọc cái cọc đi theo 50k nha. Không có cọc là không có chốt nha. Chừng nào cọc thì nói chuyện nha. Chưa cọc thì em có quyền bán người khác nha. 332, 350k. Chứ điện dặn cũng như không ha. Em là cọc máy tính nha. Huawei L21, cây này bị nứt kính nha. Nứt kính trước, nứt kính sau luôn nữa. Trước nứt một đường nhẹ nha. RAM 2 của nhóm 16, 6.0, 300k, cây 333 ha. Cây là bia 333 ha. Nó bị nứt một đường ở trên đây nè. Một đường nhỏ xíu ở trên đây nè, gần qua đây ha. Màn hình thì đẹp ok phần trăm luôn ha. Đây, màn hình thì đẹp trên xe bên ha. Bước là mượt luôn. Ủa, nó chạy mà thắng lại bớt luôn ha. Cây Huawei này mạnh lắm nha. Đó, cây 300k thôi. RAM 2 của nhóm 16 luôn ha. Ở sau nứt kính của camera ha. Em mở camera coi quên. Nó camera nè, nó thấy không? Ở đây em test ok hết rồi ha. Test ok hết rồi. Máy này thì em lời mỗi cây có 50k thôi nha, không có bảo hành nha. Mà giao tới thì bưu tá giao tới thì yêu cầu kiểm tra hàng ha. Test máy ok thì nhận giùm ha. Bưu tá đi rồi thì em không còn trách nhiệm nữa nha. Bao test máy thôi à. Máy này em lời ít lắm nên không có bảo hành. Redmi Note 2, RAM 2 vẫn nhớ 16, 6.0. Cây này của hàng Redmi nha. Cây này 550k. Cây này 334 nha. Của hàng Redmi Note 2 chính hãng. Của hàng Redmi Note 2 ha. Cây này mạnh lắm. Cây này mạnh cực kỳ luôn. Rất là mạnh của hàng Redmi nha. Pin tốt luôn. Em tải sẵn hết rồi.
Rồi, ai mua gì, ai muốn ứng dụng gì thì em tải vô ha. 550k Redmi Note 2 ha. Nam test luôn cái camera cho bà con coi ha. 334 nha. Rồi cây 335 ha. Cây này Galaxy Z200 ha. Cây này RAM 2 vẫn nhớ 16, Android 5.0. 350k, cây 335 nha. Cây này hai sim á. Zin nguyên một cây luôn nha. Cây này zin nha. Zin nguyên một cây luôn. Pin tốt luôn ha. Cây này pin mới luôn á. Em thay cục pin mới cho bà con luôn ha. Cây này là 335 nha, 350k thôi. Tại nó vỏ nó hơi xấu á, em mua vỏ lên không được, không có vỏ luôn. Khi có vỏ là em lên cho bà con luôn nữa ha, em bán nới một chút. Rồi cây Z5 2016 bị nứt kính nha, màu hồng đẹp quá trời luôn. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 7.0 400k 336. 336 nha. Nó cây bị nứt kính miếng ở trên đây nha. Giờ nứt kính ở dưới đây nữa ha. Cây này cảm ứng xài bình thường. Z5 2016 nứt kính nha, 400k. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cảm ứng xài bình thường nha. Đó, quay không thấy đường luôn nè. Quay như trong trống vậy đó. Kiếm cái cam rồi. Rồi đây cái cam quá trời đẹp luôn, ghim nguyên cây luôn, màn hình ghim luôn, đi ép kính được nha bà con. Cây này mua về xài ha, còn rảnh có tiền thì đi ép kính ha, ép kính khoảng 150-200. Cây này 400k 336 nha. Rồi cây VMAX B, cây này RAM 2 bộ nhớ 16 8.1. Cây này 550k, cây này lên pin rồi ha. VMAX B này em có mấy chục cây nữa. Thì có khách mua cây chốt cây này mà em gửi rồi, rồi cái em đăng cây này nữa, cái khách nói là em không gửi cho khách, khách chửi em nói gửi rồi. Bên Mazda thì em có nhiều lắm nha, tại em chưa lên máy thôi nè, màu xanh nữa nè, em chưa lên thôi chứ em nhiều lắm, em mấy cây được mà. Bên Mazda này dòng này mấy điện thoại này em lên thường 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 quá trời luôn mà, không phải một cây đâu. Cái khách đó tự nhiên chặn lô gia với em luôn, rồi em gọi không bắt máy luôn, chửi em quá trời luôn. Mà em có gửi mà mới gửi hôm qua, bữa nay kêu tới, tới sao tới được, 3 đến 4 ngày mới tới, ngày thứ 5 không có thì điện gọi cho em. Chứ đâu có 20k tiền ship mà đâu mà tới liền được. Ông mua vé máy bay đi khoảng 5 triệu em trong vòng 1 ngày là có liền ha, hoặc là tên lửa gì đó. Chứ có 20k thì từ từ người ta tới, với một bưu tá giao cả mấy, cả huyện cả tỉnh thì giao từ từ tới mình. Còn không mua tên lửa thì em bay tới liền ha. Chửi em luôn mới ghê, cúp nguồn luôn, cúp máy luôn, không biết bưu tá có giao được tới không nữa. Kể đi. Bơm nè, nó thiệt nha, cọc rồi á, cọc rồi nha. Đây, đừng nói chi mà không cọc nha, nó cọc rồi một đơn á. Đây nè, một đơn đi rồi, bữa là bên kia nó hơi mắc, bên đây nay em gửi có 20k nó rẻ ha. Rồi cây này 550k ha. 337, cây này pin mới nha. Máy ok luôn, đẹp luôn ha. Rồi cây Galaxy A7 2018, RAM 4 mũi nhớ 64, Android 10 chấm. Cây này giá 1.700k. Cây này 338 nha. Cây này trước ba em sụp rồi, nay em bán sổ luôn ha. Tải con cá sẵn luôn, quá đẹp luôn. Tải sẵn ứng dụng luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn. Quá trời đẹp luôn. Rồi ai mua thì cọc em nha. Rồi cây 296. Cây này là cây Mattel V3. Cây này học online tốt, Android cũng cao luôn, ngang ngửa cây nãy ha, 8.0. Cây 400k màu đen ha. Đó, cũng đu sạc trên tai nghe ở trên ha, màn hình cũng ok ha. Em tải sẵn ứng dụng không, toàn bộ em tải sẵn ứng dụng hết ha, cho dễ test, nhập wifi vô test ha.
Em mua thì cho test hàng ha, cho kiểm tra hàng ạ. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k, hay là chuyển khoản cho em 50k ha, còn lại là 350k cộng với là 20k tiền ship ha. Em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận ha. Đó, cho kiểm tra hàng luôn nha. Mua hai cây trở lên thì bao ship, còn chuyển khoản hết số tiền trên máy thì em cũng bao ship luôn ha. Cọc thì mới ship nha, không cọc không muốn ship luôn nha. Dạ 296 ha, cây này 400k. Wico Jam, cây này học online tốt, 5.0, 400k một cam nha. 297, 297 ha. Đây 297 nha. Nó cây Wico nha, chính hãng nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn, chỉ cần nhập wifi vô là pin chốt tốt nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi cái Wico nha, Wico ha, một cam ha, camera bự tổ của nó luôn, 297 ha. Em quay về còn đòi nữa, còn kêu chụp hình nữa, quay video cỡ này mà còn kêu chụp hình coi lần sau video sao nó vậy nha. Chính xác cái mã số một cây, một chỉ có mã số thôi nha, 298. Cây này Galaxy Gun 2 bán nghe gọi nha, cây này bán nghe gọi 400k. Đó, máy thì màn hình ghi nguyên một cây luôn nha, màn hình ghi luôn đẹp luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, nhập wifi vô là test ha, ứng dụng đầy đủ ha. Đó, ứng dụng đầy đủ, cây này bán nghe gọi nha, wifi này kia đầy đủ ha, full chức năng không lỗi gì hết nha, bỏ sim nghe gọi ok ha. 400k 298 nha, vỏ nó là qua tha 5 tháng nha, nó hơi xám xám nha. Ở màn hình thì đẹp ha. Rồi cây Redmi Note 3, cây này bị nứt kính một đường ha, nứt kính có một đường một ha. Đâu rồi, đây một đường một, từ đây lên đây cái nứt qua đây ha, một đường một. Cây này nứt kính nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android 5.0. Cây này 600k, Redmi Note 3 nứt kính nha. Cây này số là 300 300 ha, 600k mi nha. Em tải sẵn ứng dụng ha. Đó, ứng dụng là nhập wifi vô là test ha. Máy ghê lắm nha. Của Redmi tới con chip 8 nhân nữa. 300 ha. Rồi cây Nokia 3.1 nứt kính nha. Cây này học online tốt, RAM 2 vẫn nhớ 16, Android 10 chấm nha, cao rồi, Android tới 10 chấm, 400k. Cây này bị nứt kính nha, đó, nứt kính nè, nhưng mà hồi em test cảm ứng nha, 400k, cây 210 nha, 310 lộn, 31, 301, em lộn, 301 ha, 301. Rồi, cây này em test, nó bị đớm rồi cảm ứng vậy ha, nhưng mà xài cảm ứng rồi bình thường bị nứt kính nha. Đây cảm ứng nè, em test cảm ứng ha, cảm ứng ok ha. Đó, cảm ứng ok luôn. Rồi bán rẻ luôn, 400k. Cây này mà không bị là 600k rồi, cây này bị bán 400k ha, bị nứt kính ha. Rồi 301 ha. Rồi cái 303, cây này G500 mà nứt kính con đường ha. Rồi nứt kính cũng nhiều ha, nhưng mà cảm ứng xài bình thường, học online tốt. 5.0, cây này G500 nha, 300k, cây 303 ha, lên vỏ đẹp luôn nha, nứt kính nhưng mà em vẫn lên vỏ đẹp cho bà con luôn, bán có 300k thôi, nứt xài bình thường, rin nguyên cây nha, màn hình rin DF được nha. Đó, cảm ứng xài bình thường em để bán ha, bán rẻ chứ ép kính thì cũng như vô như đó ha. Đó, cảm ứng nút đàng hoàng xài bình thường hết luôn nha, nút xài bình thường hết luôn ha. Wi-Fi đầy đủ, pin tốt luôn ha, bỏ sim nghe gọi rồi ha. Rồi 300k, 303 nha. Đó, lên vỏ đẹp luôn. Mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k, hay là chuyển khoản cho em 50k ha. Còn lại là 250k cộng đường ship 20k, em gửi cho quý khách cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Chuyển khoản hết số tiền trên máy thì em bao ship luôn ha.
Máy ở đây toàn bộ là em bán lời ít lắm nha, lời có mấy chục k thôi à, nên chỉ shipper lại là cho kiểm tra hàng thôi ha. Ok thì nhận ha. Rồi cây 304 nha, cây này là Z500 đẹp, học online tốt 5.0, cây này là 550k, cây 304 ha, lên vỏ đẹp Canspell luôn, màn hình cũng đẹp luôn nha. Đó, riêng nguyên một cây lên vỏ đẹp nha, tải sẵn ứng dụng rồi ha, pin tốt, tải sẵn ứng dụng luôn nha. Nó lý dần nhập wifi vô là lụm ha, test ok là lụm ha. Vỏ đẹp thì quay sơ sơ thôi chứ quay kỹ làm gì, vỏ Canspell mà mới lên vỏ mà. Đó, màn hình thì ok luôn ha. Đó. Rồi cây cũng siêu phẩm ha, cây Galaxy S6 nha. S6 chính hãng ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, 7.0. Giá 1.100.000 ha. Giá 1.000.000 ha. Đó, 1.000.000. Cây này 305 nha. 305. Rồi wifi này kia đầy đủ ha. Đó. Em tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt luôn ha. Cây này cây S6 nha, chính hãng nha. Đẹp Canspell có hồng ngoại luôn nha, đo được nhịp tim luôn ha, đo oxy luôn ha. Đó. S6 nha, nó đẹp Canspell luôn, camera quá đẹp luôn ha. 305 nha. Rồi cây Z320. Z320 cây này bị nứt kính nha. Học online tốt, 5.1. 400k, cây này 307, cây này ghiên nguyên một cây thì bị nứt kính, bị nứt một đường một nha, từ đây nè chạy lên tới lên đây nè, nứt có một đường một hết đó, thấy không, nứt có một đường thôi nha, riêng nguyên một cây luôn, riêng hết, tải sẵn ứng dụng luôn ha, pin tốt 100% luôn ha, máy riêng nguyên một cây luôn. À, cây 307 ha, cây này 400k nha. Rồi cây Galaxy Z7 Pro ha, cây này RAM 3 còn nhớ 32, 9.1 luôn, giá 1.200.000 ha, 1.200.000. 309, cây này Z7 Pro ha. Đó, Z7 Pro ha, đó em tải sẵn ứng dụng luôn ha, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Máy này em reset cái tự động nó tải mấy ứng dụng này vô sẵn á, chứ không phải ứng dụng của em tải, khô lắm. Đó, máy Z7 Pro ha, Z7 Pro pin tốt luôn ha, em test sẵn sim hết rồi ha, Z7 Pro ha, vỏ rin nên nó hơi chạy ha, nó hơi chạy chạy nhưng mà ốp lưng vô xài vô tư ha. À, vỏ rin luôn cho sóng nó mạnh ha, cây này mua vỏ cũng được nhưng mà vỏ để vỏ rin cho nó mạnh. À, giá 1.200.000 ha, cây này RAM 3 cũng nhớ 32 nha, 309. Rồi 311 là Z Asus Z00 AD, cây này RAM 4 nha, RAM khủng nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android 6.0, cây này giá 1.000.000 nha, 1.000.000. 311 ha. Nút nguồn ở nằm trên đầu ha. Rồi cây này vô tải sẵn ứng dụng hết rồi, rất là mạnh nha, tụi nó mạnh như điên nữa, nó mà không mạnh ai mạnh ha, nó mạnh lắm, chơi liên quân này kia là vô tư. Rồi pin tốt luôn, pin trâu lắm nha, nó 311 ha. Rồi cây Zetec B51, cây này RAM 2 bộ nhớ 16, 7.0, 500k, cây 312, cây 312 nha. SIM thì gắn trên đầu, mở ngay chỗ này lên ha. Đó, cây 312, tải sẵn ứng dụng luôn nha, pin tốt 100% luôn, pin đã lắm nha, cục pin nó 5.000. Cục pin em gỡ ra thử nó 5.000, ghê lắm, cục pin này ghê gớm. Máy thì ok không, vuốt không thấy đường luôn ha, em thắng lại luôn à. Chú thắng lợi ha. Đó, máy ok ha, cây này pin trâu lắm. À, B51 nha, 312, 500k.
Rồi clip nào cũng có Nokia 2 học online tốt 7.1 400k 313 ha. Clip nào cũng có Nokia 2, Nokia 2 nhiều lắm nha. Tôi còn 4 cây. Cây này là chính hãng nè, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cây này Android cũng cao 7.0 á. 7.0 nha. Nokia 2 nha. Chính hãng Nokia 2 xài Android nha. 7.1 7.1 7.0 ha. Cây này 400k ha, 313. Rồi cây Z500 10 nước kính nha, học online tốt, 5.1 400k 314314 ha. Đó, cây này bị nứt kính ha. Nứt kính có một đường ngay chỗ này nha, từ đây là lên dưới đầu ha. Nứt kính có một đường thôi nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Pin tốt luôn ha. Green nha, green nguyên một cây nha. Màn hình green luôn lên vỏ đẹp nha. Green nha. Nứt kính vẫn lên vỏ đẹp cho bà con luôn, đẹp 100% nha. Lên vỏ đẹp luôn nha. Rồi 314 ha. Cây này giá 400k nha. Rồi cây Redmi 5 Plus, 5 Plus, Redmi 5 Plus RAM 3 bộ nhớ 32 8.0. Cây này giá 1 triệu k nha. Cây này 317 ha, 317. Cây này găng tay một chạm ha. Camera đèn led kép ha. Màn hình ok bự ha, đã nè, Liên Quân là thầy luôn ha. Ồ cây này tới 8 nhân nha. Cây này thấy vậy mà nó xài con chip mạnh ghê gớm luôn. Nè, RAM 3 bộ nhớ 32 ha. Đó. Cây này là 8 nhân nè, 8 nhân mạnh nhất, mỗi nhân 2 hết không, ghê không? 8 nhân nha. Ghê không? 8 nhân xử lý mà mỗi nhân 2 hết. Mà cây này RAM 3 bộ nhớ 32. Cây này gầm gấp 2 gấp 3 lần. Đó. Giá 1 triệu k ha, 317 ha. Chơi Liên Quân các kiểu không, wifi đầy đủ ha. Cây này S8 Plus, màn hình 6, cây RAM 4 bộ nhớ 64. Cây này 9.0, 1.300k. Cây này 318 ha. Cây này găng tay ở đây ha. Cây này không biết làm sao bị gì mà em gáp vô nó bị gì mà màn hình nó hơi xấu ha. Đúng ra lúc thì nó lên đẹp, lúc thì lên xấu. Nhưng mà em bán là giá màn hình xấu nha. Chứ cây này màn hình đẹp một cái là giá nó trên trời luôn. Em bán tới 3-4 triệu luôn. Nhờ cây này thôi lỡ rồi bán có 1 triệu 3 tiền vốn ha. 1 triệu 300k ha. 1.3k ha. Cây này bán vốn nha. Cảm ứng xài bình thường ha. Nếu mà về mà có thợ đi ép kính lại, đi ép cổ lại có thể ok đẹp á. Này nứt qua đây một đường nha, nứt một đường thì qua đây nha, màn hình này cong luôn nha. Ok, S9 LED, S8 LED, em tiếc cây này quá. Dạ em bán vốn nha. Cây này 318 nha. Chơi Liên Quân này kia các kiểu sạc vô ok, taxi sạc nhanh luôn ha, có sạc không dây luôn nha, màn hình cong ha, sạc không dây màn hình cong, pin tốt luôn nha, pin ok luôn à. Đầu tiên là có 3 cây cầu bắp ha. Cây cầu bắp này bị bơm hà. Cầu bắp Nokia 7370, nghe gọi tốt. Mandarin ý em nói là riêng nguyên một cây, chỉ lên vỏ thôi nha. Là riêng hết luôn. Màn hình đẹp luôn nha. Z700 nha. Z700 ha. Đó, cây 284 ha. Z700. Rồi một cây iPhone 6 64GB. Cây này có vân tay luôn, quốc tế luôn, màn hình green luôn. Cây này 1.300k, 1.300k 287 nha. iPhone 6, iPhone 6 không cloud luôn, green luôn. Ai muốn tải gì nói em tiếng em tải nha. Em chưa tải gì hết, máy mới reset. Em mới reset xong 64GB ha. Em mới reset cái máy luôn. Em chưa cài đặt gì hết nữa, mới reset xong. Còn lên cái bản cập nhật nữa. Đó, 1.300k ha. Cây này iPhone 6 nha, 287.
Rồi 288 nha, cây G4 Plus bị đốm nha, ở vỏ sau nó xấu ha. Cây G4 Plus nha, gam 2 vừa như 16 9.0. Cây này em bán 400k, cây 288 nha, G4 Plus. Màn hình bị đốm nha. Đây bị đốm ở trên này nha. Cảm ứng sao bình thường hết luôn. Không lỗi gì hết nha. Green luôn á, màn green luôn, nó bị đốm với màn lô nè, vậy là dục rồi đó. Nó bị giật hết luôn. Còn người green là nó đốm chỗ nào là vẫn xài bình thường hết. Nó đốm ở trên vẫn xài bình thường ha. G4 Plus nha. G4 Plus. G4 Plus ha. Cây này gam 2 vẫn nhớ 16 9.0 luôn. 400k. Bị đốm nha. 288. Rồi cây 291 ha, Noga 2 học online tốt 7.0, 400k. Cây màu đen ha, Noga 2 nha. Noga 2. Noga 2 ha. Cây này không lỗi gì hết nha, full nguyên cây, bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn á. Rồi 400k nha. Noga 2 291, như là video nào cũng có nói cho nó, em còn 2-3 cây nữa. Cứ mua 2-3 cây cũng có luôn ha. Video nào cũng có nói chứ, Noga 2. Rồi cây G1 2016 nó kính nha. Cây này học online tốt 5.1 300k. Cây này 292 ha. Nước có một đường một từ đây lên đây ha, một đường một. G1 2016 nhưng bị nứt một đường ha. Xài bình thường, cảm ứng bình thường luôn. 300k ha. Cây này 292 nha. Rồi một cây OB ha, OB SF1 ha, gam 3 cũng nhớ 32. Cây này 5.1, cây này 600k ha, 294 ha. Cây này của Mỹ xách tay về ha, OB. Bấm đây kéo lên ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cây OB nha. OB ha. Xài ok đẹp ha, của Mỹ nha. Cây OBS F1 ha, gam 3 cũng nhớ 32, 600k ha. Rồi cây Huawei L221, cây này gam 2 cũng nhớ 16, 6.0, 400k, cây số 255 ha. Mua Huawei L21 ha, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Pin tốt ha. Rồi cây iPhone 6s lên 7G. Cây này riêng nguyên cây, full chức năng. Chỉ lên vỏ thôi nha. 16GB, cây này còn găng tay, màn hình riêng, giá 1.500.000, 1.500k ha. Cây này 265 ha. 1.500k. Muốn tải gì nói em ha. Cây này pin cũng tốt lắm nha. Dòng dưới thì như chưa có cho coi pin hay gì á. Dòng dưới này nó không có cho coi pin bao nhiêu phần trăm. Từ iPhone 7 trở lên, iPhone 6 ở dưới chưa có. Này 6S nha. Lên vỏ 7. Nó 265 nha. Cây 264. Cây 264 ha. Cây này Huawei R5 nứt kính, gam 2 vừa nhớ 16, 300k. Cây này bán 300 ha. 300k nha. Nứt kính nha. Tải ứng dụng bình thường ha. Xài bình thường luôn. Nó không lỗi gì hết. Cảm ứng không lỗi gì hết nha. À, 300k ha, 264 ha. Gân tay một chạm luôn nha. Rồi cây Redmi Pro. Cây tên Redmi Pro nha. Cây này gân tay một chạm. Camera kép luôn hả? Rồi cây này gân camera kép nha. Camera kép Redmi Pro nha. Nước kính tiếng Anh. Gam 3 của nhớ 64.
6.0 600k nha. Cây này RAM 3 nữa nha. 202, cây này tiếng Anh bị nứt kính, xài bình thường. Nó bị nứt kính rồi ha. Nhưng mà xài bình thường, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cảm ứng không lỗi nha. Cảm ứng không lỗi nha. Tiếng Anh, màn hình đẹp. Đó, cây này ok mạnh luôn ha. RAM 3 cũng nhớ 64 luôn. 6.0 luôn, 600k. Cây này 202 nha. Camera kép luôn nha. Sạc đuôi taxi luôn. Rồi cây 209 nha, Philips S327. RAM 2 vẫn nhớ 16 7.0 500k. 209 nha, của Philips nha. Đó Philips ha. Tại em cũng có cây Philips nữa. Cây này cây cũng có Philips nữa mà cây kia xấu hơn ha. Rồi đây 282 ha, còn cây này là 209 nha. Cây kia nó xấu hơn nữa, rẻ hơn tí ha. Cây này em tải sẵn ứng dụng luôn rồi ha. Chỉ gần nhập wifi là lụm ha. Máy cũng mạnh ok ha, không lỗi gì hết nha. Ok Philips. 230 là cây G500 bị trầy. Màn hình nó chạy nhuyễn nha. Nó chạy nhâm. Riêng nguyên một cây luôn lên vỏ đẹp. Cây này lên vỏ nha. Riêng nguyên một cây lên vỏ đẹp, học online tốt 5.0. 500k. 230 nha. Cây 230. Chỉ cần nói cây 230 là em biết cây này em bán nha. Chỉ cần nói số thứ tự luôn là biết nha. Nó, em làm ngày ngày giúp kinh nghiệm làm cho bà con dễ chốt ha. Không cần phải đọc tên gì hết trơn, chỉ cần đọc cái số này thôi ha. G500 bị chạy, học online tốt 5.0. 500k 230, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi cây 238. Cây 238 là G500 nứt kính, học online tốt 5.1. 350. Cây này 238 nha, của G5. Cây này riêng nguyên một cây luôn bị nứt kính nha. Nứt kính em không lên vỏ, nứt cũng nhiều ha. Nè, nứt hai bên đường nhưng cảm ứng xài bình thường. Cảm ứng thì xài bình thường luôn nha. Đây. Màn hình đẹp, rin ép kính được nha. Đó, nứt kính như xài bình thường, cảm ứng xài bình thường, đi ép kính được luôn nha. À, thôi em để về bán cho rẻ ha. Ép thì chắc khoảng 100.000, 150 gì đó. À, em để em bán 350 nha. Cái này 238 nha, 238. G500 nứt kính nha. Màu trắng. 238. Rồi 240. 240 là Galaxy Note 4. Cây này bị ám nha. Green, nguyên cây luôn ám. RAM 3 bộ nhớ 32 6.1. Cây này 700k. 240 nha. Cây này Note 4 có cây viết nha. Chính hãng. Chính hãng nha, màn green luôn, green nguyên cây luôn nha. Pin tốt luôn ha. Wi-Fi mạnh luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Màn hình nó hơi hơi ám ám nha, xài bình thường green mới ám nha. Màn hình green luôn. Ok luôn ha. Cây 240 nha. Nó 240 700k. Cây 241 lộn. Cây này 242 nha. G500 ám. Cây này green nguyên cây lên vỏ đẹp bị ám, học online tốt 5.1, 450. Cây này 242 ha, 242. Lên vỏ đẹp ken luôn ha, màu trắng. Cây này màn hình green. Màn hình green luôn nha, bị ám miếng ha, tải sẵn ứng dụng luôn. Xài bình thường hết. Cây này green nó mới ám nha. Thường người ta cũng kiếm cái dòng ám người ta mua để ra màn hình green nó đảm bảo ok. Màn hình green thì nó đẹp ha. Rồi cây này 2450, 242 ha. Rồi cây 245. Cây này là cây G7 Prim nha, RAM 3 bộ nhớ 32 nha, Android nó 8 chấm nha. Cây này 900k. Cây này 245. Nó 245. Em tải sẵn con cá rồi, bơi bơi chơi ha, cho lội qua lội lợi luôn. Mấy cây dòng mạnh là em tải con cá cho đẹp ha. Đó, cây này là G7 Prim nha. G7 Prime màu trắng ha. Mà ở sao màu hồng ha. G7 Prime RAM 3 cũng nhớ 32 nha. 245 900k. Rồi cây 247 nha. Cũng là Redmi Note 4 luôn ha. Cây Galaxy Note 4 chính hãng nha. Cây này RAM 3 cũng nhớ 32 luôn. 6.1 900k. Cây này 247 ha.
đây đo nhiệt được kim ha. Cây này có cây viết ha, của hàng Nord mà chính hãng nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn, có con cá bơi luôn nha. Pin tốt luôn nha, pin tốt luôn ha. Cây Nord nha, Nord 4 ạ, Nord 4 nha. Nord 4 thì xì diện nó chóc qua 5 tháng nha, phải chịu thôi. Chứ giờ không có vụ mà này vỏ nhơ nguyên khối mà lâu cái nó bị chóc ra. Rồi cây này cũng đời cũng cũ lắm rồi. Này Android 6 chấm là ok đó, mạnh đó. Cây này RAM 3 của nhớ 32 900k nha, 247 nha. Rồi đầu tiên là cây G2 Prime. Cây này lên vỏ đẹp, lên vỏ đẹp ha, riêng nguyên cây lên vỏ nha. Cây này bán là 500 500 ha, cây này 500. G2 Prime lên vỏ đẹp ha, 500k. Rồi nên lộn giá rồi. Rồi cây G2 Prime, cây này riêng nguyên cây nha, vỏ nó hơi xấu nhưng mà riêng được cái riêng nguyên cây luôn. Số 00 ha. Cây nào online tốt 6.1, giá 400k. Cây này riêng nguyên cây luôn nha. Em tải sẵn ứng dụng sẵn ha, chỉ cần nhập wifi vô là lên ha. Nó riêng thì vỏ nó hơi xấu chút nha, được cái là giá nó rẻ hơn 400k. Số 00 ha. 10 người đầu tiên chốt đơn ha, em bớt cho mỗi người 50k ha. Galaxy G530 ha, cây này G530 riêng nguyên cây nha, riêng nguyên cây, vỏ riêng luôn ha. Nó hơi xấu ha, màn hình thì đẹp ha, em chưa mở nguồn. Đó, màn hình đẹp luôn nha. Cây này giá là 350 ha, chốt 01.